bác sĩ Trương Hữu Khanh giải đáp thắc mắc về vaccine và chích vaccine. Câu hỏi: người có thể trạng yếu có chích được không? Câu trả lời: được. Thể trạng không phải là nguyên nhân bị hành nhiều hay ít sau khi chích vaccine. Câu hỏi: người đang mắc bệnh nền có chích được không? Câu trả lời: được. Vaccine không làm ảnh hưởng bệnh nền. Người bệnh nền càng nên chích, vì người bệnh nền mắc COVID rất dễ biến chứng nặng, nên nếu bệnh ổn định thì chích. Câu hỏi: bệnh nền là bệnh gì? Câu trả lời: bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, đặt stent, viêm gan B, C, thiếu máu tán huyết, rối loạn tiền đình, thiếu G6DB, vân vân. Câu hỏi: người lớn tuổi có nên chích không? Câu trả lời: được. Không có chuyện người lớn tuổi chích vô bị hành nhiều, ảnh hưởng sức khỏe. Người càng lớn tuổi càng ít bị hành. Câu hỏi: người đang dùng thuốc có chích được không? Câu trả lời: được. Rất hiếm các loại thuốc đang sử dụng ảnh hưởng đến chích vaccine. Chích xong vẫn uống thuốc hàng ngày bình thường. Câu hỏi: ai không chích? Trả lời: những người dị ứng phản ứng phản vệ mức độ 2, phù mặt, nôn ói đau bụng dữ dội, phải chích adrenaline với tất cả các thứ, thức ăn, thuốc, vân vân. Những người đang cho con bú, nước ngoài cho chích, Việt Nam chưa cho, nước ngoài chích xong vẫn bú phà phà, nên chích và bú bình thường. Phụ nữ mang thai, nước ngoài họ cho chích nếu nguy cơ mắc bệnh cao. Người đang bị ung thư giai đoạn cuối. Đang chứ không phải là đã chữa ổn định. Người đang xơ gan giai đoạn cuối. Câu hỏi: ai khoan chích? Câu trả lời: trẻ dưới 18 tuổi chưa có chích. Bây giờ chích cho người lớn thôi. Những người đang bệnh cấp tính, những người đang uống thuốc ức chế miễn dịch, nếu ngưng 14 ngày rồi thì chích. Câu hỏi: trước khi chích nên làm gì? Câu trả lời: bình tĩnh, không đọc tin tức lung tung về vaccine. Chích vaccine là cơ hội tốt không được bỏ qua. Không uống cà phê nhiều, vì khi khám sàng lọc, mạch nhanh quá, tim đập thình thịch lại phiền. Ngồi nghỉ thư giãn chút rồi khám sàng lọc, chứ không đi lật đật, huyết áp tăng lên lại phiền. Có một số người nguy cơ thì chích tại bệnh viện hay chích cuối buổi. Câu hỏi: nếu bạn bị hoãn cơ hội vì cao huyết áp lúc khám sàng lọc, nên làm gì? Câu trả lời: từ bây giờ nên theo dõi huyết áp của mình, vì nhiều khi bản thân bị mà không biết. Nếu bị thì tư vấn bác sĩ hay khám. Không nên ăn mặn, không lo lắng về chuyện chích ngừa sắp tới. Người ta chích nhiều lắm rồi, bác Khanh cũng chích rồi. Câu hỏi: trong vòng 30 phút ở tại nơi chích nên làm gì? Câu trả lời: giữ khoảng cách an toàn, không bàn về chuyện hành của vaccine sau chích. Thư giãn, nói chuyện vui, báo bác sĩ ngay nếu nổi mề đay, mệt, tức ngực, khó thở, choáng váng, đau bụng nhiều. Tình huống này rất hiếm.
câu hỏi: về nhà làm gì? Câu trả lời: sau khi chích sẽ bị hành hay không thì tùy người và có nhiều kiểu khác nhau. 6 tiếng đầu đa số phơi phới vui vẻ, 6 tiếng sau thì kiểu 1: khỏe re, không thấy gì đặc biệt, đau chút chút nơi chích, hay suy nghĩ: Ủa sao kỳ vậy ta, chắc tại, hay là kệ, người ta có người này người khác. Kiểu số 2 thường gặp nhất: rem mình, gai gai sốt, cảm thấy quải quá, sốt nhẹ, đêm đầu sẽ khó ngủ một chút, đau đầu chút chút, 24, 36, 48 tiếng sẽ hết. Đa số nhóm này đi làm bình thường, người nào nói không đi làm nổi là do nhõng nhẽo. Kiểu số 3, sốt cao, mệt mỏi quá, sốt run cầm cập, đau nhức mình quá, uống thuốc giảm đau hạ sốt mà nó cũng giảm chậm quá, cũng ráng gồng mình chịu đựng, cũng 24, 36, 48 tiếng hết, hiếm ai 72 tiếng mới hết. Kiểu số 4, đau bụng, tiêu chảy, ói nhiều, hoài, tần suất ra vào nhà vệ sinh tăng lên đột ngột, ăn uống không được, ráng ăn chút một cũng sẽ ổn sau 24 đến 48 giờ, mệt quá thì vào bệnh viện truyền nước biển. Người có bị cao huyết áp hay khi đi khám sàng lọc mới biết huyết áp hơi cao thì nên đo huyết áp mỗi 4 đến 6 giờ trong 24 giờ đầu sau chích. Sau 4 ngày mà còn đau nơi chích, đau nơi nào đó trên người hoài, nhiều thì đi khám hay gọi điện thoại hỏi tư vấn. Gọi đường dây nóng Bộ Y tế số 1900 9095. Câu hỏi: vaccine ngừa COVID chích mấy mũi và mỗi lần cách nhau bao lâu? Câu trả lời: mũi 1 lần đầu tiên tiêm, mũi 2 4 đến 12 tuần sau mũi tiêm đầu tiên. Nhưng khi cần chích nhanh mũi 2 thì chích sau mũi 1 từ 4 đến 5 tuần. Hay không có vaccine kịp mũi 2 thì chích chậm cách mũi 1 từ 8 đến 12 tuần. Vaccine nhiều nguồn, nhiều loại và không chủ động được nên có cơ hội thì lo mà chích. Câu hỏi: chích 2 mũi, 2 loại khác nhau được không? Câu trả lời: được, vẫn tiêm loại khác được nếu không kịp chờ mũi 2 AstraZeneca và cách 8 đến 12 tuần. Câu hỏi: sau khi chích vaccine có nguy cơ nhiễm bệnh không? Câu trả lời: đủ 2 mũi thì nguy cơ thấp. Hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch COVID-19. Bác sĩ Trương Hữu Khanh và cộng sự